Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, cùng với chính quyền, các đoàn thể trong xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Trường Sinh đã tích cực triển khai thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp nhằm tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn cùng chung tay bảo vệ môi trường. Nhờ đó, ý thức của người dân về vấn đề vệ sinh môi trường ngày càng được nâng cao, diện mạo các khu dân cư ngày càng xanh sạch đẹp. Xã Trường Sinh, huyện Tuần Giáo hiện có 7 bản với 1.197 hộ, 5.443 khẩu. Nhằm nâng cao nhận thức và vận động người dân tích cực tham gia bảo vệ môi trường, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường gắn với xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã cùng với Ban công tác mặt trận ở các khu dân cư thường xuyên vận động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường bằng nhiều hình thức, phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội xây dựng các mô hình điểm về công tác bảo vệ môi trường, vận động người dân ra quân làm vệ sinh đường làng ngõ xóm. Năm 2024, Mặt trận Tổ quốc xã triển khai và thực hiện có hiệu quả các mô hình điểm liên quan đến công tác môi trường, như mô hình tổ an ninh tự quản ở bản Che Phai 2, mô hình khu dân cư sáng xanh sạch đẹp gắn với tuyến đường tự quản tại bản Ta Cơn, bản Dừn, mô hình khu dân cư bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu tại bản Kép, mô hình 50 ở bản Ly Sôm, mô hình tự quản về vệ sinh môi trường ở bản Che Phai 1 và bản Hiệu. Các mô hình điểm được triển khai thực hiện đã góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm của toàn xã hội về công tác bảo vệ môi trường. Đảng ủy cũng đã phân công các đồng chí đảng ủy viên phụ trách các bản để theo dõi, đôn đốc các bản thực hiện các cái tiêu chí về môi trường, thường xuyên là tuyên truyền vận động các hộ gia đình có hai xô rác, một xô là để phân loại các cái chất thải rắn, còn một xô là để phân loại các cái chất thải vô cơ. Để nâng cao nhận thức cho người dân, cán bộ Mặt trận Tổ quốc phối hợp với các hội đoàn thể xã đã trực tiếp tới từng khu dân cư, vận động người dân tham gia ký kết bảo vệ môi trường, đồng thời tích cực tổ chức vệ sinh đường làng ngõ xóm, khơi thông cống rãnh, định kỳ hàng tháng, hàng quý. Chú trọng đưa nội dung về bảo vệ môi trường vào hương ước, quy ước, xây dựng khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa để người dân thực hiện. Vận động các hộ gia đình chăn nuôi gia súc đảm bảo vệ sinh môi trường công cộng, không phóng uế bừa bãi ra môi trường xung quanh gây mất vệ sinh. 100% các hộ gia đình ở các khu dân cư đã đăng ký thực hiện mô hình, tự nguyện ký cam kết bảo vệ môi trường với các nội dung như mỗi hộ gia đình đều phải có vật dụng chứa rác thải, không vứt rác bừa bãi ra môi trường, giữ gìn vệ sinh môi trường xung quanh. Việc tập kết và thu gom rác thải đã trở thành nền nếp, góp phần đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn xã. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Trường Sinh cũng khi tham mưu cho cấp ủy và phối hợp với chính quyền thực hiện cái chương trình công tác bảo vệ môi trường, như là có cái mô hình ứng phó biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường, và các cái mô hình sáng xanh sạch đẹp ở khu dân cư đấy, gắn với các cái con đường tự quản. Thế thì trong thời gian qua thì Mặt trận Tổ quốc cũng đã tích cực ra quân phối hợp với các tổ chức thành viên, vận động nhân dân như là hàng tháng tổng vệ sinh đường làng ngõ xóm, tuyên truyền vận động hướng dẫn cho người dân biết phân loại xử lý các rác thải. Về với bản Dừn, xã Trường Sinh, thấy được sự đổi mới sau khi triển khai mô hình khu dân cư sáng xanh sạch đẹp gắn với tuyến đường tự quản. Với mục tiêu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới, bà con trong bản luôn chung tay làm vệ sinh, bố trí nơi bỏ rác sinh hoạt gọn gàng, rác thải chăn nuôi được chứa xa nhà ở. Các vỏ bao thuốc bảo vệ thực vật được bỏ vào nơi tập kết quy định để xử lý. Đặc biệt, bản đã vận động các hộ gia đình xây dựng được 3 lò đốt rác mini để xử lý rác thải sinh hoạt, góp phần bảo vệ môi trường tại bản. Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động, công tác bảo vệ môi trường tại bản Dừn hiện nay đã chuyển biến rất tích cực. Người dân quen với việc phân loại rác, gom rác để đưa đến nơi xử lý, lò đốt rác sinh hoạt, đang phát huy hiệu quả tại bản,
không còn hộ chăn nuôi gia súc gia cầm dưới gầm nhà sàn. Hiện tại thì chúng tôi cũng trong thời gian qua thì chúng tôi cũng đã vận động rất nhiều về cái ý thức của người dân ấy, về xử lý rác thải ấy. Hiện tại thì chúng tôi cũng đã vận động người dân được một số hộ gia đình thì cũng tự xây dựng được cái hố đốt rác riêng của cá nhân gia đình rồi. Còn về hiện tại thì chúng tôi cũng vận động chung của bản thì cũng xây dựng thêm được cái 3 lò đốt rác. Trong thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ vận động thêm là các hộ gia đình về phân loại rác thải này, cái loại rác mà khó xử lý thì chúng tôi sẽ gom riêng và xử lý riêng. Bản Hiệu là một trong những khu dân cư hoạt động hiệu quả nhất trong việc thu gom rác thải và bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp tại xã Trường Sinh. Để đạt được kết quả đó, Ban Công tác Mặt trận Bản phối hợp với Ban Quản lý Bản lồng ghép công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường trong các buổi họp khu dân cư, đồng thời xây dựng bản cam kết tự quản bảo vệ môi trường, trực tiếp đến từng hộ dân ký cam kết thực hiện 3 không: không đổ rác thải bừa bãi, không phóng uế, vứt xác động vật bừa bãi, không chặt phá cây xanh, thả rông súc vật. Qua đó, người dân trong bản bỏ được những tập quán sinh hoạt chưa hợp vệ sinh và nâng cao ý thức giữ gìn bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng khu dân cư văn minh, sạch đẹp. Thì hàng ngày thì chúng tôi cũng quét dọn coi như là xung quanh ở khu vực nhà cửa chúng tôi này, bên cổng này, đường đi lại thì quét, thì nói chung chúng tôi cũng xử lý về coi như là gom để có hộ rác riêng đấy, xong rồi chúng tôi cho về hộ rác rồi đốt. Để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ môi trường gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, Mặt trận Tổ quốc từ xã đến cơ sở tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân nâng cao trách nhiệm thực hiện những nội dung của luật bảo vệ môi trường, phối hợp với các ngành chức năng, tổ chức thành viên thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, các phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, thu gom rác thải, trồng cây xanh, xây dựng nhân rộng các mô hình thu gom, phân loại và xử lý rác thải tại nguồn, nhân rộng các mô hình tự quản bảo vệ môi trường trên địa bàn các bản, đẩy mạnh tuyên truyền giúp người dân thay đổi thói quen dùng các sản phẩm thân thiện với môi trường, sản phẩm dễ phân hủy, phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước tăng cường kiểm tra kiểm soát và xử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm gây ô nhiễm, ảnh hưởng tới môi trường sống. Trang truyền hình cơ sở của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình huyện Tuần Giáo đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.